xin chào các em chúng ta sang bài mã số ID là 017. Bài này là bài liên quan đến phần tìm thêm nguyên tố x khi biết tổng các hạt cơ bản. Ở đây thầy dùng thủ đoạn được rồi, bởi vì ở đây con số này của thầy tổng là 34, nhỏ 52. Như vậy kết quả thầy có p của thầy sẽ bằng 34 chia 3 lấy phần nguyên. Như vậy sẽ bằng 11. P bằng 11 thì kết quả thầy tìm ra được p bằng 11 này, e sẽ bằng 11 và n của thầy sẽ lấy 34 trừ đi 22. Như vậy kết quả thầy có là bằng 12. Đề thi hỏi số hiệu nguyên tử. Thầy có Z của thầy bằng số P tức là bằng 11. Đề thi hỏi số khối. Như vậy các em tính số khối A bằng số P cộng với số N. Như vậy 11 cộng 12 kết quả bằng 23. Như vậy đáp án ở đây thầy chọn là đáp án A.